Để trẻ có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và sức đề kháng tốt, không thể không nhắc tới men vi sinh. Men vi sinh là chế phẩm giúp bổ sung các vi khuẩn có lợi, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp trẻ có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, giảm tỷ lệ ốm vặt và sử dụng kháng sinh. Trong cái sản phẩm Bio Amicus Complete này, họ đưa vào được hai cái dòng vi khuẩn có lợi quan trọng nhất mà cần thiết là phải có mặt ngay ở khi mà trẻ vừa mới ra đời và phải chiếm được đa số, tôi chiếm phải hơn 80% trong số các cái vi khuẩn đường ruột. Đấy là cái Lactobacillus và cái Bifidobacterium. Được biết, Bioamicus Complete là sản phẩm của hãng dược phẩm Bioamicus Canada, đã có mặt ở 30 quốc gia trên thế giới. Bioamicus Complete có chứa 50 tỷ lệ khuẩn và là men vi sinh kết hợp với 10 chủng vi sinh vật quan trọng. Sản phẩm được sản xuất tại phòng lab tiên tiến trên thế giới và đã có chứng minh lâm sàng. Đây là một trong số những cái dòng bổ sung men vi sinh mà đã được phân lập đến chủng, cho nên là nó sẽ đảm bảo được cái tính chính xác của đúng cái loại chủng vi khuẩn cần thiết, bởi vì họ đã phân lập được đến chính xác đến phân lập đến chủng, và đấy là những cái chủng men vi sinh đặc hiệu và đã được đăng ký quyền sở hữu trong cái ngân hàng các cái chủng men vi sinh ở trên thế giới. Và đấy là cái tiêu chí quan trọng nhất và là cái tiêu chí mà phải nói là cũng không phải dễ có được. Và trên thị trường, không chỉ là thị trường của thế giới đâu, mà đặc biệt là ở thị trường Việt Nam chúng ta thì cũng rất ít các sản phẩm mà có được cái tính chính xác mà phân lập đến chủng như là cái sản phẩm Bioamicus Complete này. Bioamicus Complete là sản phẩm thiết yếu dành cho trẻ nhỏ để đảm bảo sức khỏe của hệ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, tăng sức đề kháng. Đây cũng là giải pháp khi trẻ bị nôn chớ sinh lý và khóc dạ đề. Sản phẩm được sử dụng khi trẻ bị các triệu chứng kể trên và được dùng để dự phòng.